Xin chào các khán giả đang đến với chương trình Chat Với Sao. Và với thông điệp của chương trình, làm sao để có thể là một cái nhịp cầu nối để tất cả chúng ta biết được những thông tin và những sự chia sẻ thật là chân tình và những hoạt động mới mẻ nhất của những người làm nghệ thuật trong làng văn nghệ giải trí của Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá là thú vị, rất là đặc biệt, mà anh Khoa xin được nói trước với tất cả quý vị là hơi khó khăn và phức tạp một tí. Cho nên là khách mời đầu tiên mà muốn được giới thiệu với tất cả quý vị đó chính là Nathalie. Nathalie xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của chương trình Chat Với Sao. Còn bây giờ anh Khoa và Nathalie xin được giới thiệu với tất cả quý vị một khách mời đặc biệt. Và buổi ghi hình ngày hôm nay chúng tôi xin được phép sẽ trò chuyện bằng hai ngôn ngữ, bởi vì người khách mời ngày hôm nay không biết nói tiếng Việt hoặc là nói tiếng Việt được ít thôi, nhưng mà có một điều rất đặc biệt, viết về Việt Nam. Và Nathalie sẽ giúp cho anh Khoa để hỗ trợ làm sao để mà có một nhiều câu nói để quý vị nghe và hiểu được nhiều nhất. Người đã thành công với ca khúc Bonjour Việt Nam. Xin giới thiệu khách mời đặc biệt lần này cùng với anh Khoa và Nathalie, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Xin chào, I'm very happy to be here today and mời đến Việt Nam, quê hương của mình. Thế thì không biết là bạn cảm nhận như thế nào về xung quanh, về con người và về tất cả mọi thứ ở đây? Well, I think everything is wonderful here. It's very different than Europe. When you go on the streets, people are not afraid to look at you and it seems very natural. It's easy and not so stressful, you know? And so every time I come here, it's only for 10 days, so as last time. And it's very short, so I try to keep on my mind everything I can see and just to keep memories and to come back in Belgium so I can remember it. Phạm Quỳnh Anh mới nói là khi mà Phạm Quỳnh Anh về Việt Nam ấy thì cảm thấy người Việt Nam rất là thân thiện, rất là dễ thương và rất dễ gần. Mọi người có thể nhìn nhau ngoài đường phố mà không có cái khoảng cách như là ở châu Âu. Wow. Và mỗi lần mà Phạm Quỳnh Anh đến đây, Phạm Quỳnh Anh chỉ đến được 10 ngày thôi nên khoảng thời gian cũng không quá dài, nên là mỗi lần đến đây cô cố gắng ghi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đó để khi mà quay trở về Bỉ có thể có những cái kỷ niệm thật là đẹp. Và tiếp theo thì chắc chắn là các khán giả cũng muốn biết được là về gia đình, về bố mẹ của Phạm Quỳnh Anh, không biết là bố mẹ đã chia sẻ cho bạn như thế nào về hình ảnh của quê hương và đất nước. Well, at home my mother still cooks Vietnamese a lot, so I do know some things about cooking. Or they told me stories from when they were still in Vietnam, so I do know some things. And bún bò. Yeah, yes. not really. and they speak Vietnamese at home, but in the week I'm not with them. I'm studying in Brussels. It's not the same town, so I see them only for the weekend. Okay. So I speak just a little with them in Vietnamese. Okay. So I do understand some words. I don't practice very often. Phạm Quỳnh Anh cũng vừa mới chia sẻ với anh Khoa, với Ly cũng như tất cả quý vị khán giả là ở nhà thì mẹ của Phạm Quỳnh Anh rất hay nấu đồ ăn Việt Nam, giống như mẹ Ly vậy, rất hay nấu đồ Việt Nam. Và Phạm Quỳnh Anh thì cũng biết nấu đồ Việt, chẳng hạn như là món bún bò. Và cùng với gia đình thì bố mẹ luôn nói bằng tiếng Việt, nhưng mà hình như là cô bạn này phải đi học ở trường đại học, không cần nhà nên chỉ có thể gặp bố mẹ vào cuối tuần thôi. Nên là tiếng Việt lần này chưa được tốt cho lắm, nhưng mà Ly cũng nói là lần sau nếu Quỳnh Anh có nhiều thời gian được quay về Việt Nam hơn thì chắc chắn là tiếng Việt nói sẽ tốt hơn nhiều. Là một người đi học và có ít thời gian vào những ngày cuối tuần để mà quay về ở với bên cạnh bố mẹ và gia đình, không biết là từ nhỏ và những cái năm tháng sống ở Bỉ như vậy thì trong cái suy nghĩ của Phạm Quỳnh Anh, bạn biết và bạn hình dung như thế nào về Việt Nam, về đất nước và con người? Well, I saw some movies or some documentary about Vietnam. Okay. I saw some, yes. Just like I really like the movie Áo Lụa Hà Đông. Oh, wow. I do have some images of Vietnam. Okay. But it's different when you don't see it for real. Yeah, sure. It's beautiful, but
I think there are also other things you can wear. Okay. Not only the maybe not the traditional. Yeah. Phạm Quỳnh Anh cũng mới chia sẻ rằng Phạm Quỳnh Anh thì rất là yêu thích những bộ phim Việt Nam và như quý vị khán giả cũng có thể hiểu là Áo Lụa Hà Đông. Áo Lụa Hà Đông là bộ phim mà Phạm Quỳnh Anh rất là yêu thích. Và Ly cũng có hỏi là Quỳnh Anh có nhiều thời gian để mặc áo dài mỗi khi trình diễn, thì Quỳnh Anh nói là có mặc áo dài và cũng thích cả những cái kiểu áo dài nó hơi phá cách một chút xíu, hơi hiện đại hơn. Và Phạm Quỳnh Anh cũng nói là tất nhiên là nhìn suy nghĩ về Việt Nam, tưởng tượng về Việt Nam và được biết đến Việt Nam qua phim ảnh hay qua những hình ảnh hay là những bộ phim tư liệu á, thì nó cũng không thể nào mà đẹp và gần gũi bằng khi mà mình được trực tiếp sống với nó. Khi mà Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ với cả Ly và với Khoa là bạn thích cái bộ phim Áo Lụa Hà Đông, thế thì hỏi một tí sâu hơn, bạn đã xem phim đó rồi thì không biết bạn thích những cái, bạn thích ở cái gì trong bộ phim đó, bạn thích cái đoạn nào? It's a very sad story, but it's I like the way when the way they did it. It's not well, I think the way they just captured images was different from other movies that I saw about Vietnam. It's not only the war, and there's poetry in the way they do it, and the symbol with the áo dài, that it's just put it like a flag. Yeah, a flag. It's very very a strong image, yeah, I think. Và Phạm Quỳnh Anh cũng vừa mới chia sẻ là Phạm Quỳnh Anh rất thích cái bộ phim Áo Lụa Hà Đông, tại vì thật sự là cái cách khai thác về hình ảnh nó rất khác biệt so với những cái bộ phim khác mà Quỳnh Anh đã được xem, và cũng như là đây là một bộ phim có thể nói là khá buồn nhưng mà nó mang một cái thông điệp rất là mạnh, và cái hình ảnh mà cái áo dài được sử dụng thành một cái lá cờ, đó là một hình ảnh rất rất là mạnh. Và Lý cũng hỏi xem Phạm Quỳnh Anh cũng như là rất nhiều người khi đã từng xem bộ phim Áo Lụa Hà Đông là Quỳnh Anh có khóc không, và Quỳnh Anh nói là Quỳnh Anh khóc rất nhiều lần. Thế thì như Lý lúc mà Lý coi chị Trương Hoán đóng thì Lý có khóc không? Chị Khoa là Lý là một người Lý là một người rất dễ khóc, có thể nói là xem phim ôm gối không mình hả? Không. Ly không ôm gối khóc một mình, và hôm đó là được đi coi với chị Thu Minh thì phải. Đi coi ở rạp và cùng hai chị em cũng rơm nước mắt. Rơm nước mắt. Ok. Rất xúc động. We'll be right back.
And is it difficult to write your name, Phạm Quỳnh Anh? Oh, yes, yes. For them, it's very, very difficult. Difficult. Especially for Queen. The rest, it's okay, but Queen, it's never written the good way. But that's the thing about, like, a Asian person living abroad. Yes. I mean, like, my name in English or in French, or even my brother's and sister's name, is impossible to spell. Anh Khoa với lại Ly cũng vừa mới chia sẻ là tại sao đây, cái này là cái điểm rất là khác nhau giữa Ly với Quỳnh Anh, là vì Ly thì sử dụng tên ở nước ngoài, tại vì tên tiếng Việt của Ly thì rất là khó, đẹp và rất là đẹp. Rất là đẹp nhưng mà rất là khó. Yeah. Thì tên tiếng Việt, my Vietnamese name is Trương Triều Trúc Lân. Oh yes. See? Like. I understand. Sorry đó. Thì rất là khó, tại vì có rất nhiều những cái người châu Á mà sống ở nước ngoài bắt buộc là phải có tên nước ngoài, tại vì rất là khó để người ta nói đúng tên mình mà không hiểu lầm qua một cái thứ gì khác. Phạm Quỳnh Anh thì cái tên tiếng Việt rất là đẹp và cũng không khó lắm cho người nước ngoài để đến phát âm cái tên đó, nhưng mà viết thì chắc là khó hơn. Quỳnh Anh cũng nói là chữ Phạm Quỳnh Anh thì chữ Quỳnh là khó nhất. And how about you when you are an Asian pupil? Well, I don't know. I don't want to put to put myself in a range, you know, in a category. Mm. I think I have an Asian culture and also an Occidental culture, so it's a mix of the two. I don't separate myself in two, and since I was a little girl, I was raised in both culture. Mm, so yeah, it's difficult just to separate the two. Mm-hmm. Cái điểm này chắc là Ly cũng đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh, là Quỳnh Anh cũng như là Ly thôi là những người rất là trẻ và sinh sống ở nước ngoài từ khi rất là nhỏ, nên là trong người thì luôn luôn có cả hai cái nền văn hóa, nền văn hóa châu Á và nền văn hóa châu Âu. Cái nhưng mà sự mình cộng hưởng với nhau. Chính xác. Và okay, cái sự cộng hưởng đó Ly nghĩ là một cái, cũng như Quỳnh Anh cũng nói đấy, là một cái rất là hay. Tại vì mình không bao giờ mình nghĩ mình là bắt buộc mình phải là người châu Á hay là mình là người châu Âu. Cái đó là cái cả hai cái nền văn hóa đều có trong cái dòng máu của mình, nó cộng hưởng đúng không ạ? Và bây giờ một điều đặc biệt mà tất cả mọi người chúng ta đều quan tâm, và cái đó là chúng ta biết được nhiều nhất về Phạm Quỳnh Anh, về ca khúc Bon Jovi Việt Nam. Một cái nguyên nhân nào để mà bạn được chọn để thể hiện cái ca khúc Bon Jovi Việt Nam và thành công như vậy? At first, Bon Jovi Việt Nam began with a French artist, so Marc Lavoine, as I said already. I just wanted to talk about my origins, my roots, for my first album that we were preparing, and he just understood. I think it's very strange because he's French. Mm-hmm. So and I think he never came to Vietnam. Oh. So he doesn't know, and he wrote it with another writer. Mm-hmm. His name is Yvan Correa, and together they just made it was just like they understood it. Okay. Yes. Maybe they felt it when. Thì Phạm Quỳnh Anh cũng mới chia sẻ là thật sự cái bài hát Bonjour Việt Nam là cái bài hát mà Marc Lavoine viết tặng riêng cho Quỳnh Anh, và đây cũng là một cái sự rất là bất ngờ, tại vì Marc Lavoine thì chưa bao giờ đến Việt Nam hết cả. nên là đây là một cái bài hát mà cái sự thành công chắc là cũng rất là ngoài ý muốn, ngoài sự tưởng tượng. Và Ly cũng hỏi Phạm Quỳnh Anh là Quỳnh Anh thật sự Ly cũng hơi ganh tị chút xíu đấy, tại vì Marc Lavoine thật sự là một nhạc sĩ, là một ca sĩ rất Ly tài biết, năng. Ly biết người này. Chắc chắn rồi. Cả Ly thì không chưa bao giờ gặp Marc Lavoine cả. Famous. Very famous in France. Đúng rồi. Wow. Tại vì Marc Lavoine là người rất là nổi tiếng, không chỉ ở bên Pháp mà rất nổi tiếng ở những cái nước mà nói tiếng Pháp nữa, chẳng hạn như là bên Bỉ, Thụy Sĩ, cũng như là ở bên Canada. Nên là Quỳnh Anh mới chia sẻ là Quỳnh Anh với Marc Lavoine thì có cùng một nhà sản xuất. Nên là người producer đã giới thiệu hai người, và hai người đã cùng có một cái bài hát song ca tên là J'espère. Nhưng mà cái bài đó dịch ra tiếng Việt là cái gì? Cái tên bài là, đó là Tôi Hy Vọng. Oh.
J'espère, tiếng Pháp nghĩa là tôi hy vọng. Và sau cái sự hợp tác này thì Mark Lavoine đã mời Phạm Quỳnh Anh đi một cái tour diễn vòng quanh nước Pháp. And after the Bonjour Vietnam version successfully, why you decide to translate a different version, English version, means Hello Vietnam? Well, the French version was not properly released because it was accidentally put it on the internet. Yeah. And so, but it has, it was so successful, as you said, that we decided to release it, but in English, because we know that in Vietnam, a lot of people speak more English. Than French. Yeah. So it was a way just to make a different version and to make it more understandable for them. Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ là cái bài hát Bonjour Việt Nam ấy, thật sự là nó chưa có được ra đời một cái cách chuyên nghiệp như là bạn ấy mong muốn, tại vì cái đó là có ai đưa cái bài đó lên trên mạng trước, nên là sau này bạn ấy muốn có một cái bài hát mà người Việt Nam có thể hiểu rõ hơn, tại vì ở Việt Nam thì người dân nói tiếng Anh nhiều hơn là nói tiếng Pháp. Và không biết là Quỳnh Anh thích ăn cái món ăn gì nhất, rồi thích những cái gì mà đặc sản ở Việt Nam nhất, trong những cái lần mà bạn trở về Việt Nam và có thời gian để mà thưởng thức và chiêm nghiệm. Well, I had to taste a lot of dishes here because everyone says you have to try this, you don't have this in Belgium, so I try something. But what I really like here is the fruits, because even if we have in Paris, it's not the same taste. Yes. Yeah. So I, what I tasted here this time was boursouf. Is it possible? Boursouf. Yes. I never tasted it before, and it's quite good. Yeah. Yes. Or mangoes, I really like it. Xoài. Nói chung là Quỳnh Anh cũng nói là mỗi lần mà đi về đây ấy, thì thật sự là phải ăn thử rất là nhiều thứ khác nhau, tại vì những cái thứ đó là mình không có ở nước ngoài. Rồi rất là nhiều người mời để mình ăn thử mọi thứ một tí. Thế thì bây giờ tiếp theo cái câu hỏi của Ly là cái gì mà cảm thấy khó ăn nhất? Well, what you cannot eat. I cannot eat so big. I think it's for a lot of people, but it's not possible. Okay. Thì Quỳnh Anh cũng vừa mới chia sẻ là cũng như là rất là nhiều người cũng như Ly hồi trước cũng vậy, là không ăn được sầu riêng. Rất là sợ ăn sầu riêng. Nhưng mà Ly cũng nói với Quỳnh Anh là Ly cũng thử ăn sầu riêng cách đây vài tháng, thì bây giờ vẫn chưa có thể là ăn được nhiều như mọi người, nhưng mà bắt đầu cảm thấy là nó có gì đó thú vị hơn. Thú vị hơn nên là có thể là lần sau. Và một cái điều đặc biệt nữa rất là muốn chia sẻ với các khán giả cùng với Ly và Quỳnh Anh. Không biết là đối với bạn thì có bao giờ bạn nghĩ là cái sự khác biệt về ngôn ngữ là một cái sự cản trở to lớn nhất để mà con người ta có thể gần nhau hay không? I think at first maybe it can put just a little, yes, a little time just to speak with someone and to make it comfortable. But it's not very that difficult. It's not impossible. You can speak by hands and find some words that you can translate and so. Or you can draw. Or draw, that's a possibility. And it's a way to know another language. I think to speak it, it's the best way. Yeah, of course. So when I come here, I try to speak Vietnamese. Thật sự thì cái đấy có thể làm cái cản trở rất là nhỏ lúc đầu thôi. Tại vì cái cách mà tốt nhất thì chắc chắn là nói được cái tiếng đó, nên là Quỳnh Anh khi về Việt Nam thì cũng bắt đầu cố gắng nói tiếng Việt, mà Ly mời mãi nãy giờ không chịu nói. Chắc là lúc đầu có thể là sự cản trở, nhưng mà chính vì cái sự cản trở đó nó thúc đẩy mình phải học tập. Không biết là bạn có thể chia sẻ một tí về đời sống, về cái cách sống và cái cách làm việc của bạn hay không? I have a, well, I go to the university most of the time. I like to walk in the streets and I'm kind of a daydreaming girl. Okay. I like to just walk and think about the trees and the sun and the light, how it falls on. But on the artists are like that, you know. I do that all the time. Oh, okay. It's so it's normal. Okay. Do you have a boyfriend? No, I don't have the time for this. So Ly cũng tranh thủ thời gian để hỏi Quỳnh Anh một vài câu riêng tư. Thì Quỳnh Anh cũng chia sẻ là đời sống của Quỳnh Anh thì rất là bình thường thôi. Ở nước ngoài thì đi học, nhưng mà rất là hay mơ mộng
Con người rất mơ mộng, nghĩ về lá, về cây, về biển. Thì Ly nghĩ là Ly cũng nói là đây, nghệ sĩ nào cũng vậy thôi. Thì Ly có tranh thủ chen thêm một câu là đã có bạn trai chưa? Thì anh chưa cậu. Còn nên là khán giả nào đang theo dõi chương trình gửi thơ, gửi mail đúng không ạ? Và không biết là ngày trước khi mà còn bé, có bao giờ bạn nghĩ là bạn sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hay không? Well, no, it was more a hobby. You know, I just began to play some guitar and learn to read the music. Okay. And after that, I just began to sing. Okay. But just as a hobby. And after that, I made a contest on TV. Oh, really? But it was just by curiosity. Okay. At first. I was just looking at the contest and I was just thinking about how they do the selection and how do they make it, just to make it like that. Okay. And so my parents... In Belgium? Yes, okay. Yes. It's a small contest, so not very. And my parents just said, well, do it, just to try. to And so... And you I won? I did it, and I won the contest. Oh, that's nice. Yes, yes. Yeah. I didn't expect. Because I tried that, I always lost. Really? No, I'm kidding. I always win. Quỳnh Anh cũng mới chia sẻ là thật sự thì khi Quỳnh Anh còn nhỏ thì ca hát nó không phải là một cái đam mê mà nó như là một cái thú vui hơn. Thì Quỳnh Anh cũng học guitar này, bắt đầu học nhạc này và có tò mò thì Quỳnh Anh có đi tham gia một cái cuộc thi và cũng được sự khích lệ của bố mẹ nên đi tham gia một cuộc thi hát và chiến thắng ở cuộc thi đó. Nên là chắc là bây giờ cảm thấy là cái niềm đam mê âm nhạc nó lớn hơn và có thể có một cái sự chuẩn bị chuyên nghiệp hơn. Thế thì bạn có nghĩ rằng là qua âm nhạc bạn đã giới thiệu với bạn bè khắp năm châu về quê hương Việt Nam của mình? Well, it's a way, yes, to make Occidental to to know a bit more and just not they have a certain image of Asian people and so I want them just to search a little bit more behind this image. Okay. Thì Quỳnh Anh cũng nói là cái này chắc chắn là một cái thông điệp mà Quỳnh Anh muốn gửi gắm, tại vì đối với những người nước ngoài thì đây như là một cách giới thiệu về con người cũng như là về đất nước Việt Nam. And how about your plan in this year, in the near future? Can you share with the audience? Well, I hope I will have my album. My first album, yes. Yeah. When? This year, yes. And how long did it take to prepare it? 8 years. 8 years. It's very important. It's the first album, and so. Ở Việt Nam thì có lẽ là mọi người hay hỏi là cứ một năm trôi qua thôi, ôi sao ca sĩ này không thấy ra album, mà chừng 2 năm mà không ra album là coi như mất tiêu. Nhưng mà Ly cũng cảm thấy ấm ức đó, bởi vì là Ly 3 năm rồi mà đang phấn đấu để mà có thể hoàn thành cái album của mình. Nhưng mà thật ra khi mà album xong thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện riêng với lại Ly. Quỳnh Anh cũng chia sẻ là thật sự là album của Quỳnh Anh thì mất đến 8 năm. Và bây giờ có lẽ là đại diện cho các khán giả và những người thiện chương trình có những cái món quà tặng cho Quỳnh Anh. Không biết là Ly có quà không? Có thể dường cho Ly. Ly có nói chuyện với Quỳnh Anh một chút xíu về âm nhạc Việt Nam thì Quỳnh Anh cũng rất là muốn tìm hiểu thêm âm nhạc Việt Nam và chắc chắn là để giới thiệu đến âm nhạc Việt Nam trong thị trường nhạc Việt Nam hiện tại thì có một album. Chưa phải là album của Ly nên chưa giới thiệu được. Nhưng mà Ly cũng có nói chuyện với Quỳnh Anh về cái khả năng sáng tác của cô Ly. Của Ly và chưa nói không, thật sự là chưa nói đến cái khả năng sáng tác của Ly mà mới nói về giọng ca của một người chị mà rất là thân thiết của Ly và một album mà Ly cũng rất yêu thích, đó là album I Do của ca sĩ Thu Minh. Oh, thank you. And now một vài cái đĩa về nhạc hòa tấu tặng bạn. Và một cái bộ đồ kéo dài. Oh. Of course. The special gift for you. Thank you. Và kính thưa tất cả quý vị, có lẽ là cuộc nói chuyện nào dù ngắn dù dài thì cũng đến lúc chúng ta sẽ phải nói cái lời chia tay với nhau. Và anh Khoa tin chắc rằng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với không chỉ các khán giả mà cả những người thiện chương trình và cả khách mời nữa. Một người biết về Việt Nam và đã chia sẻ về Việt Nam với bạn bè khắp năm châu bằng âm nhạc.
và bằng những ca khúc thật là tuyệt vời, Bonjour Việt Nam, Hello Việt Nam. Và cho dù đi đâu thì hình ảnh của Việt Nam vẫn luôn đẹp, vẫn luôn rạng ngời trong trái tim của mỗi con người đất Việt. Và luôn luôn dù ở bất cứ nơi nào trên khắp thế giới, chúng ta sẽ mãi mãi nối vòng tay lớn với nhau để luôn yêu thương nhau, và sẽ giới thiệu với tất cả những ai chưa biết về Việt Nam bằng những chữ rất là dễ thương, Bonjour Việt Nam hoặc là Hello Việt Nam. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay, về sự nhận lời của bạn. Và biết là thời gian của bạn không có nhiều, rất là quý báu, mà cũng đã dành thời gian để cùng đến với chương trình. Và cảm ơn người cộng sự rất nhiều vì đã hỗ trợ để biến cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay từ khó khăn phức tạp thành một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị. Và thật sự là khán giả có thể thấy được cái sự gần gũi nhau, không có xa cách nhiều quá bởi một cái rào cản mà từ trước giờ mọi người vẫn thường nghĩ, đó chính là ngôn ngữ. Xin cảm ơn Nathan Lee. Cảm ơn anh Khoa rất nhiều và cảm ơn chương trình Chat Với Sao, cũng như là cảm ơn Quỳnh Anh. Ngày hôm nay Ly đã có thêm một người bạn rất dễ thương, và chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa. Thank you. Thank you. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les sampans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères, dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères, toucher mon arbre, mes racines, ma terre. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme. Un jour j'irai là-bas dire bonjour, Vietnam, te dire bonjour.